Em Đức xin chào tất cả bà con nhé. Đây là một buổi sáng đóng hàng gửi đi cho khách của em đây. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Thuốc của bọn em về rất là nhiều. Mà về đến đâu thì bà con có nhu cầu, bà con lấy thì em đóng và gửi đi rất là nhiều. Hôm nay chỉ là một phần nhỏ thuốc của em thôi. Em đóng đến đâu thì em lấy ra đến đấy. Ở trong kho của em thì còn rất là nhiều thuốc đây, từ đặc trị cho đến là ho hen, nong đờm đấy, được bà con tín nhiệm, bà con tin tưởng thì, bà con giao trách nhiệm cho em thì em cũng không để cho bà con thất vọng. Thuốc của bên em thì mọi người dùng thì mọi người tự cảm nhận, tự đánh giá, chứ em có nói hay thì mọi người cũng không tin đâu. Mình cũng phải có thực tế, phải có trải nghiệm. Một ngày em ra mấy chục đơn thuốc nhưng mà phản hồi của bà con dành cho em thì không có một cái phản hồi nào tiêu cực cả. Thường là em làm bằng cái lương tâm nghề nghiệp, làm bằng cái tấm lòng của mình, chứ em không làm về cái lợi nhuận trước mắt để làm ảnh hưởng đến cái uy tín của mình. Em chào tất cả bà con nhá. Hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo của em.